Nếu bạn thấy chán hay là mệt mỏi, lên xem kênh Đậu Phộng TV. Ta cùng nhau xem ngồi cười thả ga, với những bài học mới cho mọi nhà. Thích tiếng văn mang giá trị cao, hài hước tình cảm các bạn thấy sao? Đạo diễn hay diễn viên đầy tài năng, share với mọi người để view cũng tăng. Ủng hộ cho những bộ phim hài, học thêm được nhiều điều đúng sai. Xem xong nhớ nhấn nút subscribe và đừng quên để lại một like. Yeah. Đậu Phộng TV, 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 Đậu Phộng TV. Đậu Phộng. Alo nghe nè. Tao đã nói với mày rồi, từ từ đi. Miễn sao tao có tiền tao đưa cho mày là được rồi chứ gì. Mày làm gì mày hối hoài vậy? Mày vừa vừa phải phải thôi nha. Tối về gặp nhau nói chuyện mày. Ôi quá vậy trời. Nghe nói em muốn ứng lương đúng không? Dạ. Ngạc nhiên lắm hả? Ủa chị, sao chị ở đây vậy? Chị là chủ cái bar này mà. Hả? Chị là chủ của bar này hả? Ừ. Đâu phải đâu, bữa chị quản lý nói với em á, chị là khách hàng thân thuộc của cái bar này. Thì chị kêu chị ấy nói như vậy đó. Thật ra thì người chủ nào cũng có cái cách quản lý riêng của họ. Và cái cách của chị á là không cho nhân viên biết mình là chủ. Và mỗi buổi tối chị đều vào quán làm khách quen mà. Chỉ có như vậy á thì mới biết được nhân viên của mình làm việc như thế nào chứ em. À, thì ra là vậy. Mà sao, nghe quản lý nói á là em muốn ứng lương đúng không? Dạ đúng rồi chị. Có chuyện gì gấp lắm hả? Tại vì việc gia đình hả? Sao việc gia đình chị? Thì bữa ở nhà chị, em có kể cho chị nghe mà. À đúng rồi chị. Chuyện gia đình của em á, giờ ba em đang trong bệnh viện mà người ta bắt phải đóng thêm tiền á chị. Thật ra theo quy định thì em không có được ứng đâu. Tại vì em làm chưa có được lâu. Nhưng mà thấy em cũng làm việc năng nổ nhiệt tình đó, cho nên chị sẽ phá lệ một lần cho em. Dạ, em cảm ơn chị nhiều nha. Mà nè, em có muốn thay đổi cái công việc hiện tại không? Ủa chị mới vui vẻ cho em ứng lương mà giờ sao chị đuổi em rồi? Trời ơi, cái thằng này đuổi gì mà đuổi. Chị muốn hỏi á là em có muốn thay đổi cái công việc hiện tại không? Em thấy nó không có khác gì luôn á chị. Thì cũng giống như chị muốn đuổi em mà. Tại vì chị cần một trợ lý. Mốt chị nói hết nguyên câu luôn được không? Chị nói cái chị cắt giữa chừng cái đâu biết gì đâu. Mà thôi chị, em nghĩ công việc của em bây giờ ổn rồi. Qua làm trợ lý em đâu có biết gì đâu. Công việc cũng rất là đơn giản. Chỉ cần em đi theo chị. Chị kêu gì em làm đó. Vậy thôi. Làm được không? Chị kêu gì em làm cái đó. Ừ. Tiền lương sao chị? Gấp 3 lần lương hiện tại. Chịu không? Gấp 3 lần lương hiện tại. Ừ. Dạ chắc em nghĩ là em sẽ tiếp thu công việc nhanh hơn mà. Cảm ơn chị đã tin tưởng em. Vậy là đồng ý rồi đúng không? Dạ. Vậy mới được chứ. Dạ em cảm ơn chị nhiều. Em với bà, có khi nào con quái vật người ngoài hành tinh nó lại xuất hiện nữa không? Ê, mà lần này dọn nhiều hơn lần trước nữa nha. Nhưng mà sao không có dọn đồ tụi mình ta? Minh An, chào bà nè. Cho tôi. Ừ. Bà có bị gì không vậy? Ủa, bà đi du lịch hả? Thì tôi đã nói với mấy bà rồi, tôi không muốn ở đây nữa. Tôi muốn ra ngoài riêng.
Trời trời, làm như ai đuổi bà đi vậy? Ờ, thì không có đuổi. Nhưng mà mấy bà cũng đâu có muốn tôi ở đây đâu. Mà tôi cũng vậy, bắt đắc dĩ lắm thì tôi ở đây với mấy bà. Còn bây giờ tôi muốn sống cuộc sống của riêng mình. Nhưng mà bà đi đâu? Rồi bà ở với ai? Mấy bà không cần quan tâm. Chỉ cần biết là tôi sống ở đó tốt hơn ở đây gấp trăm ngàn lần là được rồi. Thôi, đến giờ rồi, tôi đi đây. Long ơi, Long. Kiếm tao gì hả Minh? Mày có tiền chưa, mày đưa tao luôn đi. Tao nói mày rồi, tao ứng được lương rồi. Tối tao lên chỗ tao làm tao lấy tao đưa cho. À không, mấy giờ mày lên chảnh mày lụm mày đưa tao liền được không? Tại giờ tao đang cần gấp á. Ủa, tao nói mày không nghe hả? Tao ứng được lương rồi. Và người ta hẹn tao tối nay tao đi làm, tao lấy tao đưa cho mày. Thông cảm tao tí đi. Thì thông cảm rồi đó, nhưng mà giờ tao đang cần gấp lắm. Giờ mày lên mày lụm liền một cái, giờ đem về mày đưa tao liền. Giờ tối mày đi làm bình thường, có gì đâu. Ê mày, mày đã mở miệng mày ứng lương người ta, mày kêu lụm mà lụm sao? Bây giờ người ta quản lý, người ta đã chấp nhận ok, thì tối người ta đưa, thì về tao đưa cho mày thôi, mình gần nhà nhau mà. Chứ không phải người ta cho mày ứng xong mày muốn trả tao hả? Mày nói gì vậy? Nói lớn lên xíu. Gì đâu, thì mày nói vậy tao biết vậy thôi, chứ tao đâu có biết là mày lấy được tiền hay chưa đâu, đúng không? Ê Minh, tao đã đi xin ứng lương, và tao xin ứng tới 3 tháng lận, không có đồng nào, và cả tiền ăn tao không có, tao đưa cho mày. Mà sao mày kỳ quá vậy? Kỳ là kỳ chỗ nào? Tao cho mày mượn tiền thì mày phải có nhiệm vụ mà trả tiền cho tao khi tao không có tiền. Chứ đâu có chuyện mà mày hô mày đi ứng lương. Cái đó cũng là lời mày nói, cái đó cũng là từ cái miệng mày ra. Nhưng tao đâu có biết là mày có tiền hay là không. Bây giờ quản lý người ta hẹn tao tối, tao lấy. Tao chỉ là nhân viên, tao nghe thôi. Mày chỉ biết nghe thôi, và tao cũng chỉ biết nghe như mày vậy đó. Tao không hề biết mày có tiền hay là không. Chỉ biết là mày nói một câu là tao chưa có tiền, tao đang ứng tiền, tối nay tao mới có. Trong khi giờ tao đang khổ thấy mẹ tao luôn. Ủa, vậy sao cái lúc mày cho tao mượn tiền mày nói hay lắm mà. Mày đưa tao tiền để tao đi học chung với mày với thằng Kiệt, mày nói sao? Bây giờ mày đi học đi, rồi tiền từ từ trả, làm được dư giả nhiều thì đưa cho tao, còn không thôi. Ủa giờ mày qua mày đột cái cục vậy đó. Ủa tiền tao lấy ra tao đưa, tao phải đi ứng lương. Ủa tao mày chơi nhau đó giờ mày hiểu mà. Có gì có thì tao nó có, còn không nó không chứ. Anh em mà bạn. Anh em con mẹ mày chứ anh em. Cái gì vậy hả? Cái gì ở đây vậy? Cái gì vậy Long? Minh, vô phòng tự nhiên cãi lộ là sao? Mày ở ngoài mày có nghe nó chửi tao không? Nó mới chửi tao, anh em mới con mẹ tao. Mày từ từ nó chửi vậy là còn nghe cho mày đó. Minh, bây giờ có chuyện gì ba anh em chơi chúng nhau, nói để tao giải quyết. Khỏi cần mày giải quyết. Mà tao nghĩ chuyện này bây giờ còn hai anh em à. Bây giờ tao lên công ty tao lấy tao đưa cho mày. Tao đưa xong tao mày khỏi cần anh em. Mày chỉ có chó chơi. Thằng mày bữa nay bị cái gì vậy? Chuyện này là sao Minh? Hỏi chi? Mẹ mày. Dạ em chào anh ạ, cho em hỏi mình muốn mua hoa gì ạ? À chị, em đang tìm mua hoa để chúc mừng bạn em á. À, cho em hỏi mình mua hoa tặng sinh nhật hay là khai trương ạ? À dạ không, em mua hoa để chúc mừng bạn em thi đậu. À, vậy em nghĩ là mình nên chọn hoa hướng dương ạ. Hoa hướng dương hả? Chị lấy cho em một bó đi. Dạ. Ơ chị, khoan. Sao ạ? Em không biết bạn có thích hoa hướng dương không nữa. À, vậy bạn thích hoa gì vậy? Em cũng không biết nữa, tại đây là lần đầu tiên em đi mua hoa luôn á. Chị, bên mình có hoa nào tên thủy không? À, bên em thì có hoa thủy tiên á anh. Hoa thủy tiên? Vừa tên thủy mà lại là tiên. Chị, lấy cho em một bó thật bự nha. Hiện tại thì bên em là hết hoa thủy tiên ạ. Hết rồi hả chị? Dạ. Vậy mình còn hoa nào không chị? À, vậy để em giới thiệu mình vài mẫu hoa mới ạ. Dạ.
chị lấy đại cho em một bó hoa hồng đi, nhanh giúp em nha chị. Nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã có mặt tại vòng chung kết cuộc thi Tiếng Hát Vàng ngày hôm nay. Thay mặt ban tổ chức, Hoàng Nam xin gửi đến toàn thể quý vị và các bạn lời kính chúc sức khỏe cùng lời chào trân trọng nhất. Và chúng ta sẽ cùng đến với thành phần ban giám khảo trong cuộc thi ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu nhạc sĩ ca sĩ Thanh Thảo, ca sĩ Linh Nga, giám đốc sản xuất Trường Dân, và nhà tài trợ chính của cuộc thi ngày hôm nay ông Phạm Đăng Khoa. Xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn có một buổi nghe nhạc thật vui vẻ và ý nghĩa. Chúc cho buổi diễn Tiếng Hát Vàng thành công tốt đẹp. Sẽ luôn thân gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Bà, bà đi thi lần thứ mấy rồi bà? À, tôi mới thi lần đầu tiên à. Vậy hả? Còn tôi đi thi lần thứ tư rồi nè. 4 lần rồi á? Thế bà đậu lần nào chưa? Nếu mà tôi đậu thì tôi đâu có thi lần thứ tư đâu. Ờ ha. Xin lỗi bà nha. Không sao đâu, tôi quen rồi, nhưng mà lần này không được, chắc tôi không thi nữa quá bà. Sao vậy? Bà thi 4 lần rồi mà, giờ bà thi tiếp cũng có sao đâu. Người ta cho thi có 4 lần thôi à. Rất sâu lắng của bạn Đức Anh. Và ngay sau đây, phần thể hiện của thí sinh mang số báo danh 121. Xin mời quý vị cùng chào vỗ tay rồi của Vũ bạn. Thôi tôi đi nha, lát gặp, bye bye. Cố lên nha, ủng hộ hết mình đấy. Ok, bye bye. Tôi xin lỗi mấy người chuyện hôm bữa nha. Còn định gặp tôi lần nào là có xin lỗi lần đấy đấy à? Thì tôi thấy áy náy nên tôi xin lỗi thôi. Mà cũng cho tôi xin lỗi chuyện hôm trước luôn nha. Ê, tính ra mấy người cũng y chang tôi vậy. Con câu nói hoài vậy. Mà khoan, hôm bữa đánh hơi mạnh nha bạn. Đánh đau lắm luôn á, còn sưng nè. Nè, bắt đền đi, làm gì làm đi. Cậu định ăn vạ đấy hả? Ai ăn vạ đâu. Thực ra tôi đánh cậu cũng có lý do chứ bộ. Lý do hả? Lý do của bà là bà muốn toàn trường này biết bà đánh tôi đúng không? Ai bảo cậu khùng khùng điên điên cậu đăng clip của tôi lên làm gì? Bị đánh là đáng đời. Ủa? Tôi nói lý do của tôi rồi. Tại tôi muốn tìm bạn thôi. Thực ra tôi cũng rất thích hát. Nhưng mà trước giờ tôi chưa bao giờ hát cho ai nghe hết á. Tôi cũng không tự tin về giọng hát của mình nữa. Quan trọng nhất là mẹ tôi không thích nghe tôi hát. Mỗi lần tôi xin bà đi thi hát, mẹ đều ngăn cấm. Tất cả là tại cậu đấy. Tự dưng khùng khùng điên điên đăng clip lên làm gì? Để cho cả Facebook biết được. Mẹ tôi cũng xem được clip đó luôn rồi đấy. Tôi đâu có muốn làm gì đâu. Nhưng mà nhờ clip đấy mà mẹ tôi cho tôi đi thi hát rồi đấy. Cái gì? Ủa là sao? Thì nhờ cậu quay clip đó, mẹ tôi xem được xong rồi thấy nhiều người ủng hộ quá, cho nên bà đã khuyến khích tôi đi thi hát luôn. Really? Trời. Đôi khi những điều ngu ngốc nhất trở thành những điều đúng đắn nhất. Mà nè. Tớ hứa với cậu một điều. Chuyện gì? Cái hôm mà cậu thi ấy, tớ sẽ là người đứng dưới cổ vũ cho cậu. Thiệt hả? Mọc eo đi. Tớ nói tớ làm được mà. Trời ơi, mặt căng quá. Chào bà. Chào ông.
Tao nói chuyện với tôi hả? Ừ, tao nói chuyện với ông chứ còn ai nữa. Trời ơi, người ta vậy mà ông gì cũng biết nữa. Tôi sai. Chào anh. Vẫn chưa hiểu vấn đề luôn. Đã người ta vậy rồi mà còn anh. Ôi thiệt sự luôn. Vậy chào em. Bà nhiêu tuổi? 19. Tôi cũng 19. Vậy thì tôi phải gọi đằng ấy là gì? Trời ơi, nói chuyện nãy giờ mà vẫn không hiểu được đấy. Vậy rồi mà còn ông anh. Tôi xưng bà bản gì? Bằng bà. Thì bà phải xưng tôi là bằng bà, đúng chưa? Hiểu chưa? Chào bà. Trời ơi, ghét cái quỷ. Ủa, mà số báo danh của bà sao lại 103? Số của bà nãy thi rồi mà, sao được vô đây? Đâu, 184. Số mới 184. Ủa, nãy ông thi đậu hay rớt mà tự dưng lại đi vô đây dán thêm số này nữa? Đậu rồi tôi dán thêm chi bà? Trời ơi, bởi vì tôi ghét mấy bà bánh bèo là làm gì đó. Đã xưng ông với anh là ông thích rồi. Và hỏi cái tát cho mặt tôi đó. Tôi là tôi thích nói chuyện với người gì đâu nha. Nè, thôi tôi nói chuyện với ăn cứng rắn. Trời, nghĩ gì mà bảo người ta cứng rắn. Cứng rắn này đủ chưa? Ghét nó. Số báo danh 184. Dạ, có em. Và sau đây sẽ là phần thể hiện của thí sinh mang số báo danh 122. Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lại ở bên anh. Đôi mình yêu nhau từ khi anh muốn nói với em. Giờ mỗi chiều khi trời nhá, lặng thầm và đi theo em, cùng em qua con đường tối đen, đèn đường khuya dù không sáng lên. Đừng lo nhé, có anh như mặt trời dịu êm. Rồi thì cứ thế, người thì cứ thế cuốn lấy nhau. Em đâu hay nếu mai đêm mây trời giang tay che mất anh như xa vời. Điều gì muốn đến giờ thì sẽ đến. Trôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tay. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lại ở bên anh. I just wanna be with you, I just wanna be with you, I just wanna be with you. Hồi nãy hát hay lắm á. Tôi cứ tưởng là Long không tới chứ. Trời, tôi là đàn ông mà. Thế tôi giữ lời hứa rồi chưa? Mà sao tới trễ quá giờ? Tay Long bị sao đấy? À, nãy tôi đi mua hoa cho mấy người á. À, cái ra mà lấy xe chạy mà xe tôi nó cùi lắm rồi. Đang chạy nó gặp mấy cái chuyện vớ vẩn gì đâu không à. Mà xui có một cái cho nên hoa nó hư rồi. Mà bữa sau tôi đền cho mấy người hoa mới nha, đẹp luôn. Hứa. Ông bị tài xe đúng không?
Tại sao ông phải tỏ vẻ anh hùng như thế chứ? Tôi có ông nói dối hả? Lần sau té xe thì cứ nói té xe đi. Tỏ vẻ anh hùng làm gì? Đi tới bệnh viện đi. Chị, đi rửa vết thương chứ làm gì nữa. Thôi tôi đâu có sao đâu. Chương trình chưa kết thúc mà tiện mình về kỳ lắm luôn á. Chương trình giờ quan trọng hơn ông hả? Với lại tôi đi thi hát chỉ vì tôi vui thôi. Tôi muốn đi thi thôi, chứ làm sao tôi có giải được. Giờ tôi hát xong rồi đi về. Thôi không nói nữa, đi về nhanh lên. Đi. Xin mời thí sinh số danh 1, 2 lên sân khấu. Xin được chúc mừng năm bạn thí sinh đang đứng ở hàng trước của sân khấu. Các bạn là những người có số điểm cao nhất mà ban giám khảo bình chọn. Và sau đây Nam xin mời bạn mang số báo danh 120 và 134 bước lên phía trước một bước ạ. Xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 120 đã đạt giải nhì của cuộc thi và thí sinh 134 đã đạt giải ba của cuộc thi. Và thưa các bạn, như vậy đồng nghĩa với việc quán quân của chúng ta sẽ là một trong ba người ở phía hàng sau. Và sau đây không để mất thời gian của chương trình nữa, Nam sẽ công bố ạ. Xin chúc mừng quán quân của cuộc thi. Chúc mừng thí sinh mang số báo danh 1 2 2. 1 2 2. Xin chúc mừng bạn. Bạn đã là quán quân của chương trình ngày hôm nay. Xin mời bạn bước lên phía trước sân khấu ạ. Được chúc mừng ba thí sinh đã được giải thưởng trong cuộc thi ngày hôm nay. Xin mọi người xin một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chúc mừng ba thí sinh ạ. Và ngay sau đây, Hoàng Nam xin được mời ông Phạm Đăng Khoa, nhà tài trợ chính của chương trình, đưa lên trao giải cho ba thí sinh xuất sắc nhất ngày hôm nay ạ. Và xin thêm một tràng pháo tay thật lồng nhiệt cho quán quân của chúng ta. Nói chung là ở cung này yên tâm đó, ở đây là rất là giàn quả dàn mình, cộng với cái view đẹp nhìn qua đây của đám nữ, nó làm gì cũng thấy hết. Chú nói chuyện rất là đàng hoàng. Tồi biến đi, một lát nữa đem đồ quà. Chú Đạt, sáng gì chú? Ta ăn rồi. Ăn rồi hả? Uống tính rượu đi ăn sáng. Ủa ai mà tự nhiên nói chuyện hồi chú kêu người ta biến đi kỳ vậy? Tôi thấy rất là bình thường nhà văn minh mà. Biến đi vậy là mất lịch sử. Người ta đến đây mướn phòng trọ, tao phải đối xử với ta bình thường chứ. Mình phải tôn trọng người ta mướn phòng đúng không? Mướn phòng, phòng còn trống để làm cái gì? Không còn trống để làm cái gì? Chú nói phòng nào trống? Phòng này. Vợ ngoài chú. Minh nó về để chửi chết luôn á. Trước đó là phòng của thằng Minh thôi, bây giờ là phòng của thằng Minh. Vì mới sáng sớm con chưa ăn sáng mà chú chơi chú sáng não con gì chú. Cái phòng của thằng Minh thì là của thằng Minh chứ mắc cái giống gì chú cho thằng kia mượn. Thằng đó cũng là thằng Minh. Thằng của mình là Minh Béo, nó là Minh Cận. Nhưng mà quan trọng phòng này là của thằng Minh Béo. Phòng của nó rồi thì tại sao chú cho người khác thuê được? Làm cái gì mà phòng của nó được? Bây giờ nó đã dọn đồ nó đi rồi, không thể nào là phòng của nó được. Chú nói gì chú Đạt? Chứ không phải vài bữa trước nó làm tiệc chia tay với tụi bay rồi sao? Nó có làm cái lon gì đâu trời. Thì con với nó mới gặp nhau hồi tối đây. Nếu như nó đi là nó phải nói cho con biết chứ. Chuyện của nó sao tao biết được? Ô, từ từ chú, từ từ cho thuê cái phòng này chứ không là nó về nó chửi chết luôn. Không có, nó đã dọn dẹp sạch sẽ, nó trả đồ. Đứng im này. Hà Bá Lửa đứng đây. Thằng anh bà đâu? Thì đi làm như mọi khi chứ đâu. Đi làm hả? Nó dọn nhà đi chỗ khác ở rồi nè. Lao. Nói gì vậy? Nghĩ sao dọn nhà đi? Cái con này, bà ấy như trên trời rớt xuống vậy. Thằng anh bà nó dọn đi chỗ khác ở rồi, tôi nói mà không tin hả? Ai nói ông vậy? Hồi sáng, nó gom hết đồ, tắm rửa sạch sẽ kỳ cọ, đi luôn rồi. Bà biết sao không? Bà biết nguyên nhân tại sao nó đi không? Thằng anh bà bây giờ, nó giàu quá rồi mà chú Đạt. Nó giàu quá rồi, nó đâu có cần ở cái khu nghèo nát này nữa. Nó dọn qua khu khác giàu sang hơn nó ở mà. Nó đâu có coi mấy thằng này là thằng bạn của nó đâu. Nó chơi với mấy người mà cùng đẳng cấp với nó đó. Ông bị điên hả? Có thằng anh nào giàu có sung sướng dọn ra ngoài ở mà để con em ở đây cực khổ không? Trời ơi, cực khổ. Hồi xíu nữa nó quay lại nó đón bà đi cho coi. Nó không nói chừng với bà biết là tại vì nó sợ tụi tôi biết đó. Thôi được rồi,
để tôi gọi hỏi anh hai coi sao. Trời ơi, còn hỏi anh hai. Gọi đi, nó bắt máy tôi làm con mà luôn đó. Thì ông cứ để tôi gọi đi là biết. Gọi đi, ai cản cho nó gọi đi. Con có cản gì nó đâu. Có gì đâu. Nó gọi được, được cũng được thôi. Để nó bấm máy rồi nè. Đang nghe điện thoại mà. Nó nói không chú? Không bắt máy, tắt nguồn rồi. Trời má ơi. Tắt nguồn là tắt nguồn. Má con mẹ gì tắt nguồn mà không bắt máy. Khi nào mở máy mới là không bắt máy. Nói chú đi, cho con gọi đi. Rồi nó tắt nguồn rồi bà gọi chi nữa vậy? Tôi gọi mẹ tôi. Gọi mẹ nó chú ơi, mẹ nó chưa tắt nguồn đâu. Gọi cho mẹ mày đi. Để yên cho tôi gọi con. Đúng rồi, để yên cho nó gọi, đừng có làm phiền nó. Chú. Chú để yên mà. Chú làm phiền nhất luôn á. Chú giận giờ nó mà. Giận con gì chú giận lại. Con để yên cho nó gọi, đừng có làm phiền nó. Nó gọi cho mẹ nó mà. Dạ, không biết rồi. Nghe tiếng của con trai không có tốt lắm. Dạ, dạ con nghe mẹ ơi. Sống à. Ừ. Dạ. Có răng lắm. Để tiếng điện thoại. Alo, con biết nói rồi. Mẹ không nghe. Ba mẹ, phần làm cha làm mẹ. Có để cho con nói chuyện với mẹ con không? Nói đi. À dạ con nghe mẹ. Con đang đi chợ. Dạ. Cha mẹ mà. Anh hai mẹ có về quê không mẹ? Nếu mà làm cha mẹ. À, dạ dạ không có gì. À, tại con hỏi vậy thôi. Dạ vậy thôi nha mẹ. Sao? Không có đúng không? Trời ơi, cái khu này nó đã che nó không thèm ở. Mà bà nghĩ sao nó về quê nó ở hả? Không có đâu cưng. Thì lỡ đâu anh hai tôi đi công tác thì sao? Bà có thấy cái đứa nào đi công tác mà dọn hết đồ trả phòng đi chỗ khác không? Đi công tác hay là đi dọn qua nhà khác? Cái thứ này là tôi biết ngay mà, nhìn là tôi biết liền. Giàu có rồi, bỏ bạn, quên tình, quên nghĩa. Nó quên đi những người mà hồi xưa giúp đỡ nó. Đúng không chú Đạt? Chú Đạt, con nói đúng không? Tao còn biết. Tao mệt quá, đói bụng rồi, đi ăn sáng thôi. Chú nói mới nói con là chú đi ăn sáng rồi mà. Tao đói nữa rồi, kệ mẹ tao đi. Mày đứng đây làm cái gì nữa? Về đi kìa. Về dọn đồ mà qua khu biệt thự với anh bà đi kìa. Đủ rồi đó. Đủ gì? Quýnh biệt. Đại gia. Chuyện này đi ăn sáng đi chú Đạt. Đúng rồi, đúng rồi. Chuyện này nó có liên quan gì tới chuyện hồi tối không ta? Đúng cảm xúc em. Chúng té bên đây rồi đứng lại ôm cục mít. Á, à, có tầm vãi luôn á. Lại đúng đúng á. À, cục mít có sao mà anh. Trời ơi. Được. Lại hả? Ok. Cắt. Ngã tập 2. Ngã tập 2 là một đống xăng. Tâm lý này là tâm lý đang vui chứ đâu phải là tâm lý thất tình đâu. Tôi buồn những người anh như chị tôi quá. Rồi đi.
mấy cái vai trò vậy là để làm cái gì trong khu vực này nè. Trời ơi. Xin mời chào anh quay bút chấm. Nhắc quần tối nay. Ủa sao bụng mua quá vậy bộ? Tôi hỏi các bạn ứng tiền khác lấy tiền đúng không? Bây giờ ứng tiền với lấy tiền nào trước cũng được vậy bạn. Anh phải căng, anh kiếm chuyện, anh căng cho em lên chứ đừng để em nói. Mắc cười. Hồi đó là tao đi làm tao chỉ trả nợ người ta, tao không có đi đòi nợ bao giờ đâu. Tao không hiểu tâm lý của một thằng chủ nợ. Nhưng mình tự lo chứ mình ra. Cái là cái câu kế cuối của mình rồi, ok rồi. Câu đó rồi ok. Chỉ cần giờ cái câu chốt. Tụi bay bữa nay bị trúng tà hả? Làm gì mà ồ ào vậy? Thằng này bữa nay mày uống lộn thuốc á mày. Cái chuyện này là sao anh? Mày làm gì? Mày. Hai cái thằng điên. Gặp. Sao mày? Gặp. Từng cái nước mắt mới kiếm được vài triệu bạc. Bữa cái gì anh cũng ăn được, anh muốn được là sao anh bữa? Anh tốt rồi. Thuốc người ta để lấy hút bỏ vị luôn, thuốc mình bỏ túi. Xong lấy luôn cái hộp quẹt. Ừ, không có lấy hộp quẹt. Sáng tôi bị nhầm gói thuốc. Hai gói thuốc giác như nhau luôn anh. Đúng rồi, hai gói thuốc giác nó giống như chàng nha. Tôi bị nhầm gói thuốc của tôi. Mà quan trọng gói của Lộc nó còn có 2 điếu à. Gói người ta còn 18 điếu. Mà nó lộn cũng được. Anh, mà vì sao anh để thế giới quay lưng lại với anh vậy? Em là con người thông cảm với anh nhớ như này. Họ chọc anh chứ em chỉ cười thôi. Mấy anh đi giải quệ từng rồi mà không ai chịu. Bé. Coi. Ủa má mày nói tao đi. Thấy không, anh đang muốn đẩy tiến độ quay. Anh Long phối hợp với những người khác đè quýnh anh. Nhất là Tích. Quýnh anh nói, phối làm rồi anh. Con cò bé bé nó đậu cạnh nha. Không hỏi mẹ biết đi em đâu. Đi em hỏi, khi về em chung chiếm anh kêu không. Thôi mùa này, anh nhớ đâu. Anh từng học ở Hà Nội 1 tháng ấy. Ủa vậy hả? Mùi hoa sữa nhẹ nhẹ thơm bay phức cả 1 phút. Thôi anh thương, anh không về ghẹo về. Anh không nhắc tới nữa. Anh sẽ nhắc về Hà Giang và Nội Bài.